Hello các bạn, cách đây một vài ngày mình có đăng hai cái dòng trạng thái cụ thể là như sau. Đầu tiên mình nhờ các bạn là hãy viết một câu mô tả thứ gì đó, ví dụ như con thỏ ăn táo trên cái bàn màu vàng. Và thứ hai là hãy viết một câu miêu tả ngoại cảnh, ví dụ trên bầu trời hoàng hôn có đám mây hình trái tim. Hầu như là các bạn không hiểu mục đích của mình đưa ra hai cái câu hỏi này để làm cái gì. Đương nhiên là các bạn hiểu thế nào được thiên tài hỏi nó phải khác, hiểu không? Thì các bạn biết đấy, bây giờ công nghệ hiện đại nó phát triển rồi, hầu như thứ gì cũng có một chút trí thông minh nhân tạo, một chút AI vào. Thực chất ZipG các bạn đang xem bên này không phải là thật, cũng là trí tuệ nhân tạo thôi. Còn ZipG thật bây giờ sẽ chuẩn bị bước từ ngoài kia vào bên này. Đấy, các bạn thấy tôi nói có sai không? Và vì cái trí tuệ nhân tạo đang phát triển đến cái mức đấy nên là mình nghĩ chúng ta cần phải phổ cập một chút dành cho các bạn đang ngồi đây. Thì hôm nay mình mới kiếm được tổng cộng đó là ba cái ứng dụng có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những thứ nó rất hay ho. Ba ứng dụng này nó sẽ sử dụng AI để sáng tạo ra một cái cảnh vật hoặc là một cái đồ vật hoặc là một cái bức tranh theo những cái thông tin mình nhập vào nó. Và bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi, chúng ta cùng test thử những con AI này. Đầu tiên, chúng ta có con DALL-E Mini. Đây là một con AI, nó được lấy tên dựa theo cái con DALL-E của công ty OpenAI, công ty của Elon Musk. Con AI này sẽ thực hiện một cái trò, đó là mình sẽ nhập một cái dòng mô tả một thứ gì đó vào đây. Và con AI này nó sẽ sáng tạo ra một đống hình ảnh dựa trên thứ mình nhập vào. Đây chính là lý do vì sao mình hỏi các bạn, đó là hãy mô tả một thứ gì đó. Đầu tiên sử dụng luôn câu ví dụ của mình đi, đó là con thỏ ăn táo trên cái bàn màu vàng. The rabbit is eating apple on a yellow table. Okay. Và bây giờ nhấn run, nó sẽ bắt đầu sử dụng những cái từ này để chế tạo ra hình ảnh về con thỏ đang ăn táo trên cái bàn màu vàng. Và đây chính là kết quả của chúng ta về con thỏ ăn táo trên bàn màu vàng. Cả những hình ảnh này không có thật mà hoàn toàn là do con trí tuệ nhân tạo nó tự vẽ ra. Quả táo này nhìn hơi giống quả đào hoặc là quả lê trên cái bàn màu vàng. Ui, cũng đỉnh đúng không? Cũng đỉnh đúng không? Chỉ là một dòng chữ mà nó sáng tạo những hình ảnh như thế này. Bây giờ nhá, chúng ta hãy cùng sử dụng những cái mà các bạn miêu tả. Cái quạt thổi vào người ngồi trên giường chờ đợi ngày được vào group. Bạn ơi, bạn sẽ không được vào group đâu, nên là bạn sẽ chỉ có cái đoạn cái quạt thổi vào người trên giường thôi nhá. The fan is blowing on the person sitting on the bed. Mình không biết đó. Ok, the fan is blowing on the person sitting on the bed. Cái quạt đang thổi vào người trên giường. Nói chung là nó hiểu được là được các bạn. Còn ngữ pháp đúng hay không thì mình cũng không nhớ lắm. Mình toàn học vẹt thôi mà. Nó làm nhìn hơi kỳ các bạn ạ. Sao lại có cái chân ở đây ạ? Nói chung là có một số ảnh nó cũng ok, ví dụ như ảnh này. Sắc mặt nhìn giống con thỏ vậy. Để cho mình miêu tả thì thấy đây là một cái cuộc chiến solo giữa người và quạt nhiều hơn. Nhưng đấy là trí tuệ nhân tạo mà, nó không thể làm đúng mọi thứ tốt được. Hãy cùng đến với câu tiếp theo. Trai Alime mặc đầm hầu gái, tai mèo múa quạt và lắc đít trên nền nhạc chú mưa. Hay chỉ nói đơn giản đó là Anime Boy Dancing. Thế thôi. Mình không thể nào thêm một câu là Anime Boy with a housemade custom dancing on the chú mưa music. Không. Oh. Cũng biết Anime Boy là cái gì đấy. Này. Ấy. Này con ngựa ông này. Wow. Ông này có ba chân thật, ông này thực sự có chân giữa. Ông này cũng thế. Ông này cũng mất một chân. À, cái chân ông này, ông này lấy rồi. Cũng cái quần đấy còn gì nữa, chuẩn con ngựa quần đấy rồi. Trai Alime của các bạn đây các bạn ạ. Trai Alime lại còn có ba chân thế này thì các bạn chê vào đâu được, có đúng không? Cũng hay đấy các bạn ạ, cũng hay. Đây là một cái hình khá là hợp lý đấy nhá, hợp lý đấy. Khủng long đứng cạnh xương rồng chụp ảnh ngoài sa mạc. Đây, ô, thì cũng đẹp ghê đấy. Con khủng long thật đấy, con khủng long nó ngồi cái cây xương rồng. Nhìn con khủng long này hơi quái một tí, nhìn giống con người hành tinh hơn các bạn ạ, nhưng mà cũng đẹp. Đấy, giữa sa mạc con khủng long hoặc cái xương rồng đẹp phết đấy chứ. Chính xác con này nó còn nhìn bình thường đấy, còn cơ không, thực ra là nhìn kỹ nó cũng không bình thường cho lắm, nhưng mà nhìn xa thì nó cũng ra con khủng long ở cái xương rồng ở giữa sa mạc thật đấy. Là những gì mà mình có thể tự tưởng tượng ra. Rồi bây giờ bức ảnh cuối cùng nha các bạn nhé, bức ảnh cuối cùng để chúng ta chuyển sang con AI thứ hai nhá. Dương FG đang chơi đùa cùng Sán Nhẹ và Rick Lan. Mình không biết nó biết Rick Lan là ai đâu, nhưng mà cái phần Dương FG đang chơi đùa cùng Sán Nhẹ thì mình có thể ghi là Human is playing with cockroach and spider. Thế mình nghĩ là ok. Thử xem. Ok, đây là hình ảnh nó cho các bạn ạ. Tức là không phải là hẳn một con người mà chỉ là bàn tay người đang nâng niu và chiều chuộng chú nhện và chú rán một cách đáng yêu.
và thú vị. Để con ngựa con rán này có cả mặt người á, sợ vãi nồi. Là người nhập vào rán nhà kinh, nó chịu được sợ vãi đạn ạ. Thế thôi. Mình nghĩ hôm nay thế là đủ cho con Dali Mini rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiến đến với con AI thứ hai. Con AI này thì nó là một con AI đến từ Nvidia. Con AI này nó kinh khủng lắm các bạn ạ. Đây, và đây là cái màn hình ứng dụng Nvidia Canvas. Đó là nó có thể vẽ lại khung cảnh thiên nhiên theo một cách chân thực. Và cái màn hình bên phải dựa theo những gì mà các bạn nhập vào bên trái. Ví dụ như nhá, trên bầu trời hoàng hôn có đám mây hình trái tim. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cần chọn vào cái bầu trời hoàng hôn, cái hình bầu trời hoàng hôn, đây là cái nền bầu trời hoàng hôn đấy. Và mình chọn vào cái hình đám mây đây. Sau đó mình sẽ vẽ cái nét đám mây lên như thế này này. Nửa này. Đấy. Và như vậy chúng ta có hình ảnh một bầu trời cực kỳ chân thực, có đám mây hình trái tim. Và nếu các bạn gửi cái hình ảnh này cho bạn bè thì mình cá là chắc không ai biết đây là một hình ảnh chế tạo bởi một con AI đâu. Mà người ta nghĩ là ôi, mày chụp được khung cảnh 1 triệu năm có một trên bầu trời hoàng hôn có đám mây hình trái tim thật. Đỉnh không? Đỉnh các bạn, đỉnh vãi đạn luôn. Bây giờ để xem comment các bạn có những cái gì nhá. Đây các bạn, mình bắt được một ông văn thơ lai láng tràn ai háng này. Trời khuya sao sáng trăng tròn, quang mây thoảng gió chỉ còn thiếu em. Nghe sợ nhỉ, tức là cơ bản khung cảnh đó là trời ban đêm, sao sáng và trăng tròn. Thế thôi, đây có vẻ là một bầu trời đêm khá là hợp lý đấy. Đã có sao sáng rồi, bây giờ mình có thể thêm được ông trăng không? Mình không nghĩ là có cái hình nào có thể thêm được ông trăng. Ok, nhìn nó giống một cái mảng thiên thạch đang chuẩn bị lao vào trái đất và hủy diệt tất cả mọi người bao gồm cả em hơn. Nói chung là nó không có hình ông trăng các bạn ạ, nên là đây là cái thứ duy nhất mà mình có thể tạo được rồi. Đây nó giống như mình, nó kiểu mỏm đá ấy, đúng là kiểu thiên thạch lao vào ấy. Nhìn nó vẫn khá là đẹp và vẫn khá là phù hợp. Ê, tao thấy sắp đến giờ này, tao vừa chụp được. Và sau 5 giây nữa thì chúng ta sẽ adùm. Bầu trời âm u và nặng trĩu, mưa cũng đã bắt đầu rơi, như thể bầu trời đang muốn khóc. Nghe mà trầm cảm thật. Thôi được rồi, vì bạn đã quá trầm cảm nên tôi sẽ vẽ cái bầu trời trầm cảm dành cho bạn. Ok, mình có lẽ là mình nên vẽ một cái khung cảnh nào đó kiểu nó có cái cảnh vật ở phía dưới, các bạn đồng ý không? Mình nghĩ là mình nên vẽ cái thứ gì có cảnh vật phía dưới, như kiểu có đồi, có núi chẳng hạn đấy. Rồi mình sẽ vẽ cả một cái dạng núi nữa nhá, để cho nó có cảnh vật ở phía dưới nhá. Đây, như thế này. Một cái dạng núi như thế. Và thêm vài quả đồi này. Đó, nhìn cũng khá là hợp lý. Đấy, núi, đồi. Và bây giờ các bạn muốn bầu trời mưa rơi đúng không? Hơi đáng buồn là không chất liệu nào là chất liệu mưa các bạn ạ. Chúng ta chỉ có một số chất liệu như kiểu là tuyết này. Thì vẽ này nó sẽ thành một đống tuyết. Trên đỉnh nó hơi bị vô lý. Tóm lại là không thể nào mưa rơi được, nên là các bạn sẽ phải chấp nhận đó là thay vì mưa rơi thì mình có thể cho các bạn xem hình ảnh bom đạn rơi. Dưới bầu trời thu là Lê Hồng Quang, phóng viên trường thú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Ok. Vâng các bạn ạ, và đó là sự thú vị của ba con AI mà mình giới thiệu cho các bạn trong ngày hôm nay. Mỗi con nó lại có một cái khả năng đặc biệt. Mặc dù là nó chưa ứng dụng được quá nhiều thực tế, nhưng mà đây cũng là một thứ mà cực kỳ thú vị mà mình nghĩ là tất cả các bạn ngồi đây nên thử trải nghiệm để xem nó hay ho ở chỗ nào. Còn bây giờ thì có lẽ là video đến đây thôi. Đừng quên lại một like cho mình. Mình Tứ Cờ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.